Xin chào các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái lệnh git check out, nhưng mà không phải check out nhánh nữa, mà chúng ta sẽ check out về một cái commit cụ thể nào đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện git check out về một cái commit cụ thể bằng cách là đầu tiên chúng ta phải liệt kê ra những cái commit đã, xong rồi chúng ta mới check out nha. Cái mục đích của chúng ta đó là gì? Để xem là ở cái commit đấy chúng ta nó có những cái thay đổi gì. Đó, giờ chúng ta có thể sửa đổi đi cái thứ. Ok, thì chúng ta sẽ sử dụng git log này kết hợp với git check out và kết hợp với sử dụng cái mã của cái commit mà chúng ta đã commit trong cái lịch sử. Bây giờ chúng ta phải check xem có những cái commit nào chúng ta đã thực hiện đã. Git cái này là git log trừ trừ online, thì chúng ta sẽ liệt kê ra commit chúng ta đã thực hiện. Bây giờ thì chúng ta thử xem là không biết là ở trong này mình đã thêm cái gì nhỉ, nó như thế nào. Đấy, chúng ta sẽ copy cái mã này rồi sau đó chúng ta git check out ra để kiểm tra xem trong đó có cái gì, thì chúng ta sẽ biết liền, biết vào đây enter đó. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ mở lên đây là xem là trong này có mỗi hello đấy, trong này thì có hai cái file này rồi. Ok, đấy. Bây giờ thì mình sẽ check out lại cái chỗ này để xem nó có những cái thay đổi gì. Đó, thì làm tương tự, paste vào đây. Các bạn có thể dùng cái phím mũi tên lên xuống ấy, để chúng ta chọn những cái lệnh terminal, những cái lệnh CMD mà chúng ta đã gõ trước đó. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào đây xem là có thay đổi gì. Như vậy thì mình thêm mấy cái dòng này. Ok, rồi. Bây giờ thì mình lại tiếp tục, mình sẽ check out sang một cái commit khác đi. Cái commit này, đây, xem nó có những cái thay đổi gì. Lại phím mũi tên lên, xóa bỏ cái mã commit này đi và chuột phải paste. Lưu ý là các bạn check out về cái mã này nhé, không phải là cái message này đâu, mà là cái mã này. Hai mã thì luôn khác nhau nhưng cái message thì có thể trùng nhau, cho nên chúng ta phải check out về cái mã của cái commit từ người ta. Enter. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mở cái này lên. Như vậy mình xóa còn mỗi mấy cái dấu cộng rồi. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại cái commit cuối cùng này xem nó như nào. Ctrl Shift cộng C. Rồi mình lại phím mũi tên lên, xóa bỏ cái mã commit này đi. Sau đó chuột phải, paste nó vào đây, enter. Đó, thì bây giờ mở ra. Đấy, ok. Rồi, như vậy thì thông qua cái lệnh đó là git check out cộng với mã của commit thì chúng ta có thể quay trở lại cái commit nào đó để kiểm tra cái trạng thái của những cái file và trước đó chúng ta đã thực hiện commit. À, hoàn toàn có thể thay đổi các thứ okay. Theo ý của chúng ta. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau tại đây và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những cái bài học tiếp theo về Git. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.